Ok anh em, nay Tâm Tài sẽ test một cái dàn bogam mới về nha anh em. Đây lấy thử một cây test cho anh em. Ủa cây này cây gì hả Tài? Quá đẹp anh em ơi. Đây là cây bô 110 nha anh em. Ơi bị nước nhiễu vô rồi. Này ra sáng cho anh em dễ thấy nè. Rồi nó gầm đen nè, tới cái cổ luôn. Trời đẹp dữ vậy. Anh em thấy cái cổ nè. Sao chịu nổi thế anh nội ơi. Bóng dữ vậy. Bô giam. Mặt trắng nè anh em. Bô giam. Mặt trắng còn quá đẹp luôn nha. Ký hiệu luôn nha anh em. Cây này có ký hiệu 5 me. Cổ thì quá đẹp rồi. Anh em nhìn kỹ ngay đây, nó hơi bị cắn đá nhẹ xíu nha. Hồi xưa đi đường bị đá đỏ nhiều quá cắn. Bây giờ mình sẽ gắn vô mình test nha anh em. Cây này thì quá đẹp rồi anh em ơi. Mà nó là cây 110 nha. Còn mấy cây 120 nữa, hồi mình sẽ test cho anh em. Đâu, bây giờ bỏ tay đi thôi. Bình thường cái cây 110 tiếng nổ nó chắc lắm nha, từng tiếng luôn á. Thầy lắm, thầy lắm. Lý do tại sao mình lấy cây 110 là nó nổ tiếng chắc lắm nha anh em. Mình lấy một cây về sưu tầm chơi. Này mà vô xe 110 cọp nữa thì thôi khỏi phải bàn à. Cái nước ở trong này nè mà nó còn gam nữa nè. Quá đẹp luôn. Bát nè. Bát zin nè. Bát zin là phải có mấy cái răng này nha anh em. Bát zin. Đây lật nó xong. Bô hai ngắn nha nè. Ngắn ghê. Bô ráp. Đây, bát này chưa cắt lần nào nha nè. Bây giờ mình sẽ gắn vô. À, bây giờ Tâm Tài gắn vô xong rồi giờ anh em thấy không? Mình sẽ nổ máy cho anh em nha. Xì bo sườn lóc nhém gin. Anh em giờ Tâm Tài gắn xong cái bô rồi nha anh em. Giờ mình sẽ chuẩn bị nổ súng. Quá đẹp anh em ơi. Này bát 110 nha anh em. Cái này 110 nha. Đây anh Tây. Bô 110 nổ hết sảy luôn anh em ơi. Nổ ganh ti phê quá anh em ơi. Bởi vậy lý do tại sao mà bô gam lúc nào cũng giá trị á. Tại đất ga nó qué kìa, quá hay luôn. Nghe anh em nghe cái tiếng nó là y như 99 luôn nha anh em. Đây cái tiếng nó nổ nè. Bô 110 cũng chung đời 99 luôn. Lên gà nữa, bé này không?
em nghe rõ xíu đó đi, rồi mình gắn cái con khác vô mình test nữa. Cô nghe chất lượng luôn anh em. Cây này là cây 110 nha anh em. Bắp phê, bắp phê 110 nè, nó có hai cái bát thôi à. Đây 110 khác với 120 là chỉ có hai bát thôi. Cây này nghe quá tê anh em ơi. Cũng rất là lẹ luôn. Vô rất là thông nha anh em. Rồi vậy anh em nào mà đam mê cần cây bô này cứ alo liên hệ mình liền nha. Dạ. Rồi anh em nào có đam mê về hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi ok. Chào anh em nha.